năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho người khác, chứ chưa thấy đề cập gì đến bản thân mình. Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình đối với người đời cho là rất quan trọng, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái ước mơ gặp được một người chồng tốt và một chàng trai mong cưới được một người vợ hiền, thì nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt, thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. Sáu là không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ sáu là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến bốn vị đại thần trong hư không, nhưng tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên, nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng. Chớ không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương, tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại đây, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất. Thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ, tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất đấy. Thần đất cũng có tên là gì? Thần đất tên là Võng Tượng, và rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại và đem nấu chín rồi ăn thịt của thần, thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải là chuyện đùa đâu. Bảy là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ bảy là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái vị. Các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng kỳ quái xảy đến mà quý vị không tưởng tượng nổi và không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ bảy là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. Tám là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị cưu bàn trà đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ không nhúc nhích được. Nhưng nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài, thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng, tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. Chính là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ, quý vị đi trên đường phố, rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả, và đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường hễ bị xe đụng văng ra xa như thế, thì nhất định sẽ bị gãy xương, đứt gân, nhưng quý vị để không việc gì, không cần phải đến bệnh viện, mà vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường. Đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở, phù hộ. Ra vào đều có thần theo hộ vệ. Có nghĩa là khi quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. Mười là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm móng để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả.
như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn. Đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên, trong 6 tuần lễ này, chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù, dụng công tu hành. Có thể nói là quý vị tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ, chịu cực, nhưng đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh. Và đây là lợi ích thứ 10 vậy. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Lược giảng: Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai cùng hiện tại, nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế, tức là chọn nơi sạch sẽ thanh tịnh trong nhà mình về hướng nam mà cúng dường hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được sự lợi ích như vậy. Các chúng sanh ấy sẽ được 10 điều lợi ích kể trên. Kiên Lao Địa Thần lại bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Nếu người đó không những có được bộ kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà còn có thể đọc tụng bộ kinh này, đồng thời đảnh lễ và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nữa, thì con thường ngày đêm dùng thần lực, sức thần thông của mình hộ vệ người đó, cho đến tất cả ác sự, các nạn nước, lửa, trộm cướp và các tai họa bất trắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch. Thí dụ như bị xe đụng mà tôi vừa nêu ra, nếu bị xe đụng thì mất mạng, đó gọi là tai họa lớn, đại hoạn. Còn chỉ bị thương nhẹ, trầy xước sơ sài thì gọi là tai họa nhỏ, tiểu hoạn. Thời đại hiện nay không được tốt đẹp lắm, đến đâu cũng có những chuyện phiền phức xảy ra. Như không bị cướp giật thì cũng bị trộm cắp ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận đề phòng bọn ăn cướp này. Người Hoa có câu: Mạng tàn hối đạo, giả dung hối dâm. Nghĩa là chậm giấu của cuốn lôi kẻ trộm, chuốc dung nhan lôi cuốn dâm ô. Mạng tàn hối đạo, đây nói nếu chậm cất giấu tiền của thì cuốn hút người khác vào đường trộm cắp và trao chuốc lẳng lơ thì lôi cuốn người ta vào đường dâm ô. Mạng tàn có nghĩa là cất giấu không cẩn thận, chậm chạp. Như quý vị có báu vật thì phải mau mau cất giấu cho kỹ lưỡng, vì nếu chậm trễ, bọn cướp trông thấy sẽ sanh lòng tham và đến cướp đi mất. Tại sao quý vị bị cướp? Bởi vì quý vị cất giấu quá chậm, cho nên mới dẫn đường cho bọn cướp đến đánh cắp. Đó là nói về tài sản vật chất bên ngoài. Đối với tài sản bên trong của chúng ta, tức là tự tánh của chính mình, chúng ta cũng cần phải cất giấu. Nếu chúng ta cất giấu chậm thì cũng bị bọn yêu ma quỷ quái đến cướp mất vậy. Chúng cướp mất cái gì của quý vị? Cướp đi cái trân bảo vô thượng của quý vị. Nói như thế thì chúng ta phải cất giấu món trân bảo tự tánh của mình như thế nào? Cách cất giấu này thì không giống như cách cất giấu những tài sản có hình có tướng, như đem chôn ở một nơi bí mật hoặc cất giữ trong két bảo hiểm, không phải như thế.
Thế thì phải cất giấu tài sản quý báu tự tánh như thế nào? Phải chính mình không sanh vô minh. Quý vị phải biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thuộc loại đại tặc, là những tên giặc rất lợi hại. Đừng tưởng rằng con mắt giúp đỡ chúng ta, mà sở dĩ hiện nay quý vị chưa thể thành Phật cũng chính là vì bị con mắt này tác oai tác quái. Không những mắt là giặc, mà tai cũng là giặc, mũi cũng là giặc, lưỡi cũng là giặc, thân thể cũng là giặc, ý cũng là giặc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chính là sáu tên giặc. Duy chỉ có linh tánh của quý vị mới là pháp bảo, là bảo bối vô cùng trân quý mà thôi. Món trân bảo vô thượng này, nếu để mắt mà phân tán đi một chút, thì quý vị bị thiếu mất một chút. Tai mà phân tán đi một chút, thì thiếu mất một chút. Mũi mà phân tán đi một chút, thì thiếu mất một chút. Lưỡi mà phân tán đi một chút, thì thiếu mất một chút. Thân mà chia bớt đi một bộ phận, thì lại thiếu mất một chút. Ý mà chia bớt đi một phần, thì quý vị lại thiếu mất một chút. Đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nếu quý vị không thâu nhiếp chúng trở về được, tức là quý vị thả lỏng chúng đấy. Mỗi tên chạy rong mỗi nơi lo những chuyện không liên can. Mắt trông thấy vật gì đều muốn thấy cho tận tường thêm nữa, đó gọi là lo chuyện tào lao. Tai nghe thấy việc gì dù chẳng liên quan tới mình cũng tò mò muốn nghe lần nữa cho thỏa thích. Như thế cũng gọi là bị cảnh giới lay chuyển, đều do bọn giặc gây ra. Thế nên quý vị đừng để cho sáu tên giặc này thừa cơ cướp đoạt mất bảo bối tự tánh của mình. Nếu hàng ngày quý vị cứ hùa theo sáu căn này mà hành sự, thì chúng đích thị là những tên giặc trực cướp đi tự tánh của quý vị. Bây giờ tôi giảng đạo lý này thì có thể quý vị chưa hoàn toàn am hiểu hoặc chưa thể lãnh hội thấu đáo được. Nhưng nếu quý vị chịu khó dụng công thì sau một thời gian quý vị sẽ biết mắt thì tác hại như thế nào và tai thì chẳng vâng lời ra sao. Tức quý vị sẽ thấy rằng, à, hóa ra bọn chúng đều là giặc cả. Giả dung hối dâm có nghĩa là người con gái thoa son đánh phấn, trang điểm thật lộng lẫy, khiêu gợi, khiến người khác trông thấy liền sanh lòng tà vậy. Thế nên, người nữ tốt nhất là để dung mạo tự nhiên, không cần phải tô son điểm phấn. Nếu bôi son trét phấn vào môi, vào má hồng hồng, đỏ đỏ, cho rằng làm như vậy rất có ý nghĩa. Nhưng thật ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả, mà chỉ là thể hiện sự điên đảo của chúng sanh. Sự điên đảo của chúng sanh chính là ở điểm này vậy. Sở dĩ nói sáu căn là bọn giặc, chẳng qua là vì chúng ta không biết cách dùng chúng, nên chúng mới biến thành giặc mà thôi. Nếu quý vị biết dùng, thì không những chúng không biến thành giặc, mà còn trở thành hộ pháp nữa là đằng khác. Do vậy, trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng, chúng sanh bị luân hồi khổ sở trong sáu nẻo là vì sáu căn này. Nhưng nếu chúng sanh có thể hồi quang phản chiếu, thanh tịnh tự tâm, thì thành Phật được cũng là nhờ ở sáu căn này, chứ chẳng phải đâu xa lạ. Quý vị biết sử dụng chúng thì chúng chính là hộ pháp, còn không biết sử dụng chúng thì chúng chính là giặc đấy. Thí dụ, như quý vị trông thấy đồ vật mà trong lòng sanh khởi chánh niệm, thì đây chính là hộ pháp. Còn nếu như sanh tà niệm thì đó là ma quỷ vậy. Lục Tổ Đại Sư đã từng dạy: tà niệm chi thời ma tại xá, chánh niệm chi thời Phật tại đường. Nghĩa là lúc khởi tà niệm là ma tại xá, khi giữ chánh niệm là Phật tại nhà. Do đó, nếu bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể đề khởi chánh niệm, thì sáu căn sẽ biến thành hộ pháp của quý vị, chúng trợ giúp quý vị rất đắc lực. Nếu không, thì khi mắt nhìn thấy hình sắc thì liền chạy theo sắc trần, tai vừa nghe lọt âm thanh thì liền chạy theo thanh trần, mũi vừa ngửi thấy mùi liền chạy theo hương trần,
lưỡi vừa nếm biết vị liền chạy theo vị trần, thân cảm nhận có sự tiếp xúc, đụng chạm liền chạy theo xúc trần, thì bây giờ sáu căn là những tên giặc ghê gớm lợi hại. Vì sao nói là chạy theo? Chính là vì quý vị cảm thấy thích thú ưa muốn, tự trong lòng nảy sinh sự ham thích, thì đó chính là chạy theo vậy. Bởi chưa có định lực, cho nên ý nghĩ của quý vị sau khi tiếp xúc với pháp thì liền chạy theo pháp trần, đuổi theo ngoại cảnh. Lại cũng vì ý nghĩ còn tà vậy, không được chân chánh, nên mới bị cảnh giới lay chuyển. Còn nếu ý nghĩ chân chánh thì sẽ xoay chuyển được cảnh giới. Kinh văn: Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, gạo thóc, của báo, từ đất mà có đều nhờ nơi sức của ông cả. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn các địa thần bình thường. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế? Ấy đều do chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổn nguyện này, nên tự nhiên được rốt ráo, xa lìa bị khổ, chứng được niết bàn yên vui, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Lược giảng: Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, là hiếm có vị thần nào có được sức thần thông đặc biệt lớn lao như ông. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, gạo thóc, của báo, từ đất mà có, đều nhờ nơi sức của ông cả. Toàn bộ đất đai trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều được Kiên Lao Địa Thần che chở, bảo hộ. Những ngọn cỏ nhỏ bé nhất, cây con non yếu mảnh mai nhất, hoặc một hạt cát, một viên sỏi, cùng những thứ thu hoạch được từ đất như lúa, mè, tre, lau, gạo thóc và những bảo vật, tất cả những thứ quý báu này đều từ nơi đất mà có, thảy đều nương nhờ vào sức lực của thần đất mà sinh trưởng. Ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn của các địa thần bình thường. Kiên Lao Địa Thần thường luôn trầm trồ tán thán những sự lợi ích mà Bồ Tát Địa Tạng mang lại cho tất cả chúng sanh. Cho nên công đức và sức thần thông trí huệ của Kiên Lao Địa Thần rộng lớn gấp trăm ngàn vạn lần so với các địa thần bình thường khác. Đức Phật nói tiếp: Bây giờ ta muốn căn dặn ông, Kiên Lao Địa Thần, rằng trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, dù chỉ y theo một việc trong kinh Địa Tạng bổn nguyện mà tu hành, thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ, chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó, huống nữa là để cho phải chịu đựng. Chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai, có nghĩa là đừng để cho những thiện nam cùng thiện nữ đó nghe thấy những việc tai hại cũng như những việc không như ý họ muốn. Chẳng những các thứ âm thanh không như ý đều không được phẳng tới tai họ, mà luôn cả những việc tổn hại cũng không được xảy đến thân họ nữa. Họ không phải lãnh chịu bất cứ một tai họa nào cả. Đối với những thiện nam tín nữ trì ngũ giới và hành thập thiện, mà biết cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng và lại có thể y chiếu theo một việc trong kinh Địa Tạng đã dạy mà tu hành,
thì Kiên Lao Địa Thần sẽ dùng sức mạnh thần thông vốn có của mình để ủng hộ những người đó, không để cho các sự tai hại và những việc không như ý thấu đến tai họ. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa. Ta lại bảo cho ông biết rằng, chẳng phải chỉ mỗi một mình ông là Kiên Lao Địa Thần đơn độc bảo hộ những người như thế thôi đâu. Vì sao vậy? Vì còn có quyến thuộc của Thích Đề Hoàng Nhân và Đại Phạm Thiên Vương cho đến Thiên Long Bát Bộ trên cõi trời và quyến thuộc của chư thiên. Tất cả cũng đều đến để ủng hộ, bảo vệ những người đó. Đức Phật lại dạy, tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế? Vì sao những người đó lại được đông đảo chư vị thánh hiền, Thiên Long Bát Bộ, Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân từ cõi trời đến bảo hộ như vậy? Ấy đều do chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng đọc tụng kinh bổ nguyện này nên tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng được niết bàn yên vui, vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao. Chính là nhờ nhân duyên chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và nhân duyên đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện mà trong tương lai những người đó chắc chắn tự nhiên sẽ được xa lìa mọi khổ não, chứng được sự an vui của niết bàn. Do duyên cớ này nên họ mới nhận được sự ủng hộ lớn lao, được hết thảy các bậc thánh hiền đến ủng hộ, che chở như thế.